Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trần Thị Khanh, đang là CEO công ty cổ phần Liên kết Việt Nhật, đồng thời cũng đang là nhà huấn luyện nghề nghiệp. Thời gian vừa qua thì tôi nhận một số các cuộc điện thoại hỏi thăm của một số bố mẹ nói là quan tâm đến cái việc là con mình đang học lớp 12, đang cần phải định hướng nghề nghiệp cho con và con đang rất là băn khoăn, đang rất là bối rối không biết chọn ngành nghề gì. Thì bây giờ cô có thể là hướng dẫn hoặc là huấn luyện như thế nào cho con tôi để con tôi có thể chọn được cái ngành nghề phù hợp để thi đại học trong thời gian tới. Thế thì sau khi tôi có chia sẻ là bạn đến với chương trình thì bạn sẽ được tìm hiểu khoảng hơn 100 cái nghề nghiệp hiện tại đang có, và thậm chí là chúng tôi còn phải cung cấp update thêm cho các bạn một số các ngành nghề mới mà trong thời gian vừa qua thế giới đã thay đổi và có rất là nhiều cái ngành nghề mới. Thì mẹ của bạn đó đã nói rằng là nhưng mà con đang học lớp 12, làm sao con có khái niệm về cái nghề nghiệp mà cô sẽ huấn luyện và cung cấp, thì làm sao mà con có thể biết được cái nghề nghiệp đó. Thì đúng là chính xác là với các bạn đang là học sinh chưa bao giờ trải nghiệm các nghề nghiệp thì rõ ràng bạn không bao giờ bạn biết được là cái nghề nghiệp đấy là cái nghề nghiệp gì. Nhưng mà tất cả các bạn đang học lớp 12 thì trong bản thân bạn, trong cái quá trình trưởng thành từ lớp 1 đến lớp mà hết cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3 thì các bạn đều đã được nghe đâu đó thông tin rất là nhiều cái nghề nghiệp. Nhưng có thể là bạn chưa hiểu về bản thân của mình, chưa hiểu cái gọi là cái phong cách hay là cái tính cách của mình một cách sâu sắc, và chưa biết là những cái điều gì quan trọng, những cái công việc gì quan trọng đối với bạn, và thậm chí bạn không được cung cấp thêm những cái thông tin về nghề nghiệp. Chính vì vậy, cái tầm nhìn của các bạn về nghề nghiệp hay là về cái phát triển nghề nghiệp hay là những cái lĩnh vực, những ngành nghề, những cái xu hướng ngành nghiệp nào đều các bạn đều không biết. Cho nên chắc chắn đối với các bạn lớp 12 ấy, các bạn hoàn toàn không biết về nghề nghiệp là cái chuyện rất là bình thường. Và khi đến với chương trình thì chúng tôi có một cái bộ thẻ gọi là bộ thẻ sở thích nghề nghiệp. Cái bộ thẻ sở thích nghề nghiệp này của Nodel, gọi là bộ thẻ Nodel các shop ở trong đây, thì ở trong đây có khoảng hơn 100 nghề nghiệp. Và ví dụ thì tôi lấy ví dụ như là có những nghề, ví dụ như là nghề nhà tâm lý này, rồi nghề lập trình viên chẳng hạn này, rồi về y tá này, đúng không ạ? Rồi giám đốc quan hệ công chúng này, rồi nhà tạo mẫu tóc vân vân. Thì có rất là nhiều cái công việc như vậy, và khi bạn đến với một cái chương trình huấn luyện nghề nghiệp thì các bạn sẽ được cung cấp thông tin về nghề nghiệp. Và trong một cái buổi huấn luyện như vậy, bạn được tìm hiểu về nghề nghiệp, thì đôi khi có những nghề nghiệp bạn cũng không biết là trong cái nghề nghiệp này á thì tôi sẽ phải làm cái công việc gì. Bước đầu tiên các bạn phải biết được là có những nghề nghiệp gì. Rồi bước thứ hai, sau khi về nhà các bạn sẽ tìm ra cái nghề nghiệp mà mình quan tâm ý, ở trên internet, trên đài báo, xem là cái nghề nghiệp này các bạn sẽ làm cái việc gì. Cụ thể ví dụ như là lựa chọn một cái ngành về lập trình viên đi, một cái ngành về lập trình viên máy tính đi chẳng hạn, ví dụ như là nghề về lập trình viên máy tính đi, lập trình viên gọi là computer programmer chẳng hạn. Đây là một cái ngành mà bây giờ đang là xu hướng của rất là nhiều bạn trẻ và rất là mong muốn trở thành kỹ sư chẳng hạn, thì bạn sẽ phải lên internet tìm hiểu là cái ngành lập trình viên gọi là computer program ấy thì các bạn phải làm cái gì. Và bạn sẽ tìm hiểu trên internet là cái ngành này phải làm để đạt được cái bằng cấp hay để làm được cái công việc này bạn sẽ phải học những cái môn gì, ví dụ như là bạn phải thi đầu vào là môn gì, ở những cái trường nào họ dạy những cái có cái khoa IT hay là khoa công nghệ thông tin đó, bạn phải search trên mạng, bạn phải tìm hiểu. Và khi làm cái công việc này thì bạn sẽ phải thành thạo những kỹ năng gì, bạn phải làm những công việc gì, phải có những cái kiến thức gì cơ bản chẳng hạn. Đấy là những cái nội dung mà khi đến với một cái chương trình huấn luyện nghề nghiệp ấy, ngoài cái việc mà bạn được tìm hiểu các ngành nghề, một thế giới các nghề nghiệp, các lĩnh vực, thì bạn còn biết cách tìm hiểu thêm là cái công việc này thì cần phải làm cái này, và bạn sẽ có thời gian suy nghĩ thêm, bạn tìm hiểu thêm một cái ngành nghề và đưa ra cái quyết định là apply vào ở một cái trường đại học nào mà có các ngành nghề bạn muốn có. Và cái mục tiêu của bạn là trở thành một cái người, ví dụ như là một cái bạn đang học cấp 3 muốn trở thành một người gọi là lập trình viên, thì không có nghĩa là bạn bắt buộc phải thi vào trường đại học bách khoa hay bắt buộc phải thi vào trường đại học quốc gia hay bắt buộc phải thi vào một cái trường rất là danh giá. Tất cả các trường đại học ấy thì giống như một cái công cụ để bạn có thể đi tới cái ước mơ của bạn 10 năm là trở thành một người lập trình viên. Cho nên là bạn hoàn toàn có thể tự tin lựa chọn những cái trường đại học mà có những cái khoa, những cái ngành mà phù hợp với cái mong muốn của bạn muốn trở thành trong tương lai, để bạn có thể apply và thi một cách rất là tự tin, và bạn sẽ không có gì
lo lắng về cái việc mà tôi học trường này, tôi học ngành này nó không cao sang hay gì cả, mà cái mục tiêu của bạn cuối cùng trong cuộc đời là bạn muốn trở thành con người như thế nào và bạn muốn có một cái sự nghiệp trong lĩnh vực gì mà phù hợp với cá tính, sở thích và năng lực của bạn, cũng như những cái giá trị, những cái động lực mà bạn theo đuổi. Thì chọn trường, chọn cái ngành nào nó không còn phải là quá quan trọng đối với bạn nữa, bởi vì tất cả các ngành nghề, những cái trường, những cái khoa, những cái trường đại học chỉ là cái cầu nối giúp bạn đi tới thành công ở trong tương lai 10 năm. Vì vậy khi đến với chương trình huấn luyện nghề nghiệp, các bạn sẽ tự tin vào cái năng lực của bản thân mình và tìm cho mình một cái nghề nghiệp, một cái trường để có thể đạt được cái ước mơ về cái nghề nghiệp đó. Và tôi rất là mong muốn tất cả các bạn thanh niên Việt Nam có thể tự lựa chọn được cho mình cái nghề nghiệp yêu thích, ngành nghề yêu thích, và hiểu về bản thân mình một cách sâu sắc và đưa ra các quyết định đúng đắn để chúng ta không mất thời gian cho lãng phí về thời gian cũng như lãng phí về tiền bạc khi chúng ta lựa chọn sai ngành, sai nghề, sai trường. Và tôi hy vọng chia sẻ ngày hôm nay của tôi sẽ hữu ích cho rất là nhiều các bạn thanh niên, sinh viên đang chuẩn bị bước chân vào cuộc đời, đặc biệt là kỳ thi vào đại học sắp tới. Và nếu mà các bạn mong muốn được một cái khóa huấn luyện để hiểu mình, để tìm ra cái nghề nghiệp mình yêu thích, thì vui lòng hãy tới với chương trình huấn luyện phát triển nghề nghiệp của chúng tôi. Thì chúng tôi có những cái có những cái công cụ, ví dụ như vừa rồi tôi giới thiệu một công cụ đó là sở thích nghề nghiệp, có một cái bộ nữa đó là bộ giá trị nghề nghiệp chẳng hạn, rồi bộ kỹ năng tạo động lực, rồi cái bộ về hoạt động giải trí. Những cái bộ thẻ này là một trong những công cụ mà chúng tôi sẽ sử dụng để giúp các bạn tìm ra những cái tiềm năng trong các bạn và giúp cho bạn tìm ra những nghề nghiệp mà bạn yêu thích. Tôi hy vọng là sẽ được đón tiếp các bạn vào trong thời gian tới đây tại chương trình của chúng tôi. Nếu bạn quan tâm tới chương trình thì vui lòng hãy comment hoặc là inbox riêng cho chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.